Nhất là bữa nay là đêm ăn đêm trước Giáng sinh, thành chúc quý vị một Giáng sinh vui vẻ. Sao đồ ăn sao sửa soạn xong chưa? Đồ ăn của thầy sửa soạn xong chưa? Tôi về tôi mua cái tủ lạnh thứ nhì, chứ còn tủ lạnh một cái không đủ nữa. Ngồi rồi thôi. Như vậy ngày mai mà nếu như mà tôi về không kịp á, cái sau cái giờ lại đó mà không kịp á, thì nói sư cô Phước Từ cứ niệm Phật đi ha, cứ niệm Phật xong tôi sẽ về. Về hy vọng 1:30 sẽ về trước 1:30 ha, để mình làm giảng kinh cho nó xong cái thất luôn. Cái ngày hôm nay là cái ngày mà lễ mà tôi thích nhất trong năm. Thì có cái thói là cách đây mấy năm á, ngày chủ nhật là ngày Noel nào tôi cũng leo lên chiếc xe lái đi một vòng chơi để làm cái gì. Tôi để ý rằng á là cái ngày sinh, cái ngày Giáng sinh thôi nha, chỉ ngày Giáng sinh thôi, chứ lúc mà quá ngày Giáng sinh là nó hết ngay lập tức. Cái ngày sinh nhật, ngày 25 của ngày Noel đó là cái ngày rất đặc biệt, là tôi lái đi thì không khí nó rất là an lành. Dân chúng cái người Mỹ nó rất rất đặc biệt. Cái ngày Noel á, không biết lý do gì mà ai cũng rất an lạc hết. Nghĩa là cái tinh thần người ta từng ngày mình thấy mình đi đâu mình thấy tinh thần người ta căng thẳng, ta lo lắng cái này, ta mưu toan cái nào, ta cãi lộn nhau. Nhưng cái ngày Noel á là cái ngày mà ai cũng là cái rất rất an hòa hết. Thành ra tôi phục cái người bên Cơ Đốc giáo đó, ta tôn trọng cái tinh thần gọi là cái gì đó, cái hòa bình trên cái thế giới này, trong cái ngày Giáng sinh của Đức Chúa. Cái đó rất là hay, tôi rất đáng phục. Được có người con có được một ngày đó thôi thành ra tôi thích ngày Giáng sinh, ngày Noel là ngày tôi thích nhất trong năm. Ngày mai tôi chắc chắn sẽ lái đi một vòng đi chơi này để mà hấp cái hơi an hòa đó. Thì chúng ta là người Phật tử, tại sao là mình về chú ý tới mấy cái lễ của bên Cơ Đốc đó, không Cơ Đốc giáo làm cái gì? Chủ trương tôi là tôi hy vọng chúng ta là Phật tử, khi mà quý vị biết rằng có cái tinh thần mà an hòa trong cái ngày sinh Giáng sinh của Đức Chúa đó, ngày mai đó, thì tôi hy vọng quý vị sẽ chú ý đó, đừng có làm cái gì để mà phá cái không khí an hòa của cái ngày đó, đặc biệt của cái xứ này. Mình tôi nghĩ cái đó là cái mà công hiến nhỏ của mình thôi, và cái cộng đồng của mình sống, mình có cái trách nhiệm đó. Làm sao mình giữ được cái không khí hòa bình an hòa. Mình muốn giữ không khí an hòa bình với an hòa bằng cách mình không có tranh. Chẳng như nếu như có người tới mà khiêu chiến mình ngày mai đó, thì hy vọng quý vị đừng có phản ứng gì hết. Thành ra cái tinh thần của thiền ngày mai á, là cái thiền vì có nghĩa là bất cứ gặp cái cảnh giới nào á, là mình không có phản ứng gì hết. Nó rất quan trọng. Thành ra cái trong cái tinh thần mà giữ cái tinh thần mà an hòa đó, thì mình có thiệt sự đó là mình có thể gọi là nhẫn, hoặc có thể là như trường hợp tôi là tôi lẹ lắm. Cái gì mà tôi muốn nghe tự động tôi bất ngay lập tức à, tôi không có phản ứng gì hết. Ai nói gì nói mình cứ làm lơ thôi. Thành ra thiệt ra tôi không biết nói gì được, khi mà tôi cười nói gì mà cái gì mà nó không có gì lợi cho tôi á, tự động tôi bất ngay lập tức, tôi chẳng biết, tôi không biết gì hết. Thành ra mình không bị phiền não, mình không bị phiền muộn gì hết. Có gì đáng gì đâu. Cái lời nói là ta khen cũng vậy, ta chửi mình cũng vậy thôi. Bác nghĩ cho coi, cái gì nghĩ cho coi, đúng không? Cô nghĩ cho coi.
người ta khen mình, người Việt Nam mình thích khen lắm. À, khen cái là sướng, trời ơi, trời đứa ơi, sao mà thầy giỏi quá đi, sướng quá đi. Thầy sướng cho thầy được khăn lên tiên luôn. Xong rồi nói sóc thầy câu, thầy ủa, thầy lọt xuống địa ngục ngay lập tức. Đời nó lên xuống như lên voi xuống chó nhiều quá. Thầy ngày mai bắt đầu thiền là thầy chỉ muốn ăn lành thôi, nghĩa là xả hết tất cả cái gì mà không có chuyện liên quan cái chuyện tu hành mà nó cứ làm lơ hết, coi như không có. Chúng ta mình khiến người ta nghe, mình coi như là không có gì quan trọng đến nỗi mình phải cần phản ứng, hiểu không? Thành ra tôi nhớ là ông thân của tôi là ông thầy An Hiển, thầy chuyên môn trích một cái vị thiền sư khác nói là đừng có lễ cái phiền não người ta, lấy cái phiền não người ta mà làm của mình. Có nghĩa là nếu như người ta tới người ta mắng mình á, tức là người ta đang bị phiền não mà mình giận á, tại cái người nó sóc tai quá thì mình giận một cái á, tức là có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mình lấy cái phiền não của người ta mình làm cái phiền não của mình rồi, nên mình dạy. Có nghĩa như vậy là mình trình độ mình chưa tới rồi, phải không Quang Ngân? Đúng không? Mình thua rồi, mình thiếu cái định lực, mình thiếu cái trí huệ, đúng không? Thành ra mình người mà thực sự có trí huệ, có định lực á, mình coi như không có gì hết á. Ta mắng cũng vậy, ta khen mình cũng vậy thôi. Để ý là cái khen đó, nhưng mà cái mắng là còn dễ, còn cái khen nguy hiểm hơn nữa. Cái khen là mình sướng vậy sao, ai cũng tự động thích lắm. À, mắng thì mình ai cũng tự động là muốn mắng lại, muốn cãi lại. Anh ai có ý kiến thắc mắc gì không? À, ngày hôm qua, tối hôm qua khi mà chấm dứt thì có hai câu hỏi, có hai người muốn hỏi câu hỏi mà tôi phải cắt ngang tại vì hết giờ rồi. Thành ra không biết ngày hôm nay họ có còn câu hỏi đó không. Nghĩ là ngày hôm qua cái quyền lực của ai Phật Ca Di Đà có hết thì mình được gì không thầy? Cái ngày Ai Di Đà Phật là một cái vị Phật rất đặc biệt. Thầy ngài tạo cái nguyện lực để mà cái một cái đặc điểm của pháp môn của ngài á, là ngài tạo một cái pháp môn tu niệm Phật để mà giúp chúng ta dễ vãng sanh. Những vị Phật không có cái pháp môn đó. Pháp môn mà vãng sanh, mà muốn vãng sanh, mà tu pháp môn vãng sanh mà dễ nhất á, là pháp môn niệm Phật A Di Đà. Các Phật khác không có, chẳng như Đức Phật Dược Sư Lưu Ly bên phía đông đâu có pháp môn mà có thể niệm 10 lần mà đi được ngay lập tức đâu, không có. Có mình ngài A Di Đà Phật là có cái pháp môn đó thôi. Thành ra trong tất cả những cái tình độ trong cái pháp giới này thì cái tình độ mà ngài bên Tây Phương Cực Lạc là cái duy nhất mà dễ tới nhất, có cách dễ tới nhất là đó đối với cho chúng ta. Cái đó nhờ cái nguyện lực của ngài A Di Đà Phật đấy, ngài tạo cái nguyện lực để mà nói chỉ cần niệm cái tên hồng danh của ta 10 lần là sẽ đi, chắc chắn sẽ đi nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là không phải dễ đâu, rất là khó. Theo Phật nói là nhất tâm bất loạn đó là nó ở trình độ nào thì trình độ khá cao, rất là cao, không có dễ đâu. Thành ra sư cô nhắc là trong mấy tổ sư kinh, tổ sư dạy là mình niệm Phật mà niệm một cái hơi, mà một hơi niệm được 10 hồng danh Phật mà nhất tâm bất loạn. À, tại sao như vậy thì tôi nhắc cho biết á, thiệt ra cái như cô nói là một cái hơi mình có thể niệm được 15 lần thôi, thành 10 lần nó có dễ lắm, nó dễ, tương đối dễ hơn. Thì tôi nhắc lại, thiệt ra ngài cái niệm Phật mình đắc được nhất tâm bất loạn không cần phải chú tới cái hơi thở chỉ là một cái phương tiện các tổ sư các thầy dạy để chúng ta giúp chúng ta để chuyên tâm dễ hơn thôi, chứ không cần phải để ý tới hơi thở. Cái tôi nhắc, tôi giảng cho họ rõ, người tại vì họ hiểu, họ biên xuống rồi họ phải chỉ nhau, rồi bây giờ họ loạn sang ngôi, họ không hiểu là cái đó là chỉ một cái phương tiện, như vậy là một cái sự cần thiết. Chúng tôi đằng này nghe không rõ cái việc tưởng tượng về lo thở vô thở ra suốt ngày. Mọi người. Thưa bà thầy, giống như những người ở Việt
đó là niệm Phật rồi cũng đâu có biết đâu. Thì sao? Nhờ cái người mà tới hộ niệm, hoặc là mình làm cái bài giảng giảng sanh cho cái người đó có gặp sanh được không? Được chứ, được chứ. Nếu chưa, nếu như mà nếu mình lấy làm cái 49 ngày, trong 49 ngày mà làm cái bài thì vẫn sẽ hoàn thành được. Cái đó tại vì mình làm cho người ta mà. Chứ nói cái mà nó là niệm 10 tiếng thôi thì thấy khó, mấy người bệnh đó. Tại vì nhiều khi mình cũng có đi thăm những người bệnh mà rất là đau khổ. Nói cho con cần nghe này, cái niệm một nhất tâm bất loạn 10 lần đó không bao nhiêu người làm được đâu, không bao nhiêu người làm nổi. Làm không nổi. Tôi nói thiệt cái gì đó, làm không nổi. Nó khó quá đi. Thực tế là vậy đó, không có dễ đâu. Để tôi dịch cái này ra. Lúc mà bất tỉnh nhân sự là đâu có niệm được nữa đâu. Là ráng mà chịu thôi. Như vậy thì cái người là ta niệm liên tục được vài ngày rưỡi mà ta thì cái niệm chắc cái đó người tỉnh là không được thôi. Thì cái đó là họ đâu có niệm được đâu. Thì lúc đó phải tới gặp Diêm Vương thôi. Lúc đó là cái chuyện khác. Là 49 ngày là phải gặp Diêm Vương thôi, rồi phán thôi. Phải nhờ cái pháp 49 ngày thì sẽ giúp được. Tại vì tại vì để tôi nói cái phần này cho quý vị nghe, tại vì cái Đức Phật rất là từ bi, ngài tạo cái pháp 49 ngày để mà chưa quý vị có cái cơ hội, tại vì Đức Phật biết rằng đấy cái 10 niệm mà nhất tâm bất loạn cực kỳ khó, chỉ người thượng căn đó mới có thể làm được, chứ còn người như cỡ như trình độ mình làm không nổi đâu. Tôi không biết các bác là thượng căn là hạ căn, tôi không biết. Đều tôi biết tôi làm không nổi. Thành ra tôi nói thẳng cái gì vậy luôn đó. Nó khó quá đi, không phải là dễ đâu. Thành ra ngài mới có cái pháp là 49 ngày. Thì cái người làm 49 ngày, ta có cái pháp 49. Trong 49 ngày ta làm để ta giúp người ta đi. Tại vì đó gọi là trợ lực, đó gọi là tha lực đó mà. Cái Đức Phật biết là mình tự lực á, là có hai phần, cái pháp môn của ngài A Di Đà có hai phần. Tự lực là mình tự niệm lấy được nhất tâm bất loạn, nếu mình làm được thì khỏi lo gì hết. Ngược lại nếu mình làm được thì có phần trợ lực, có phần tha lực, ngài chu đáo lắm, tôi biết tụi mình làm không nổi thôi. Thành ra ngài có cái plan B. Tại vì cái chuyện mà cái pháp đó là pháp 49 ngày là sau khi mình chết. Mà trước khi chết ấy, mình có cái bài vị, Phật có bài vị vãng sanh nữa. Để mình giải cái nghiệp cho mình, để sửa soạn cho mình đi. Tại vì tôi nhớ một cái chuyện là năm cách đây hơn năm ấy, có cái người học trò tôi á, người Mỹ. Người học trò đây đó, con của ông kia đó, ông nha sĩ đó. Thì bản thân của ông ấy, là người Đại Hàn. Mà gia đình của nó là không có tin tôn giáo gì hết á. Họ là họ nó nói tôn giáo là đồ mê tín gì đó không tin. Thằng cái cậu trẻ đó 22 tuổi đó, thì phi thuốc phiện gì đó, thằng bị say, thằng đi tông xe tùm lum tà la hết. Thằng cảnh sát nó rượt theo nó bắn chết. Nó đăng báo mà. Nó đăng báo cách đây ở Orange County ấy. Thì cái gia đình không biết làm gì, anh cho gia đình thì như thường vậy thôi. Như đây cái cầu Ryan á, thì người con học trò trong của chùa, thành cậu liên lạc với tôi để mà yêu cầu tôi làm cái pháp 49 ngày. Thì 6 ngày đầu tiên á là liên lạc không được, tại lúc đó cái máy tôi nó bị hư, hai máy đều hư, là bị hư là một lúc thôi, thành mất 6 ngày liên tiếp. Thành ra cái muốn vãng sanh á, muốn gặp cái pháp vãng sanh không phải là dễ đâu, nó rất là khó. Rồi cái mà tôi nhắc cái gì biết nữa là có nghĩa là trong cái 6 ngày đầu tiên đó là cái cậu mới chết đó là cậu cực kỳ khổ sở, nó dày vò cho 6 ngày là thất điên bắt đảo của tụi nó. Cái thời gian 49 ngày là cực kỳ là khổ,
không có gì sung sướng ở trọng đó. Trừ phi nó gặp được mình giúp á, thì nó được ăn, nó được đỡ, nó được no nê, là nó có gì mà lo hết. Còn mà nó không được giúp là họ cực kỳ là khổ. Gia đình con có nghe cái gì của hòa thượng Tịnh Không đó, thì có một đoạn thì ngày giảng là đúng như thầy nói là giúp cho bất luận rất là khó, mà lúc mà mình sắp lên chuông mình chí thành mình niệm Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà phóng quang để mà nhiếp thọ mình, để cho mình được cái sự nhất tâm đó, vậy có đúng không? Tầm bậy, không nói đủ trình độ mà nói cái chuyện đó, nó tầm bậy. Vậy như cái ông hòa thượng, tôi muốn đọc sách ông nó như vậy, nói chuyện tầm bậy không? Ông có đủ trình độ mà nói cái chuyện đó? Ông chưa tới trình độ nhất tâm bất loạn làm sao dám nói chuyện Phật phóng quang tới để nhiếp thọ cho mình được? Nói tầm bậy không? Mà tôi không dám nói, tạm nói ra là nó thâu rồi, nó nói là tôi nó xấu ông hòa thượng nó không được. Nghe phải nghe chứ đàng hoàng chứ. Cái bởi vì bây giờ cái những người ta nói ta nói chuyện trên trời dưới đất không, chưa đến trình độ nói tầm bậy tầm bạ không, cái nhất tâm bất loạn là tôi nói cái gì trên cái ngoài đời này không bao bao nhiêu người thầy mình tới cái trình độ nhất tâm bất loạn nổi đó, mà chắc chắn hòa thượng mình không tới không nổi đó, nó thẳng vậy luôn đó. Trình độ thấp quá đi, giảng tầm bậy không, có đọa địa ngục đó, nói tầm bậy không được. Là mình là tôi đứa con nít, tôi là đứa con nít thôi, thành nói mấy chuyện tôi không dám nói. Trong chùa với nhau tôi nói chuyện với vị biết thì thôi, còn ai mà dám nói ra ngoài, tôi tư cách là mình dám nói chỉ trích một hòa thượng mà là trưởng giả của tôi nữa, trưởng lão của tôi nữa, đâu có được. Nhưng đều có tầm bậy lắm, mà tại vì cứ không tới trình độ, không hiểu gì hết, cứ đọc sách xong ngồi suy ra, làm chưa được cứ ngồi suy ra không à. Tôi chỉ tin người nào mà làm rồi tôi nói tôi mới tin. Thành cái sách ông đó, tôi nói thiệt cái gì, tôi đọc sách đó, lúc đầu tôi đọc sách đó, tôi thấy đọc trật nhiều quá. Lúc cách đây 10 năm tôi đọc, tôi thấy đã trật rồi. Nói tầm bậy không? Con tí thần thông rồi ngồi nói tôi thấy được, tôi thấy sắp động đất. Ai thấy động đất, thấy không được. Tụi nó theo, tôi tin tôi chứ còn cái chuyện mà niệm Phật mình nhất tâm bất loạn cô Phước Từ, không bao nhiêu người làm được đâu. Nói thiệt vậy đó. Tôi đếm không bao nhiêu á, không có dễ đâu. Nhưng mấy cái ông đó là cái đó là trình độ quá thấp đi, không cách nào mà làm được hết. Phải nhờ gặp thiện tri thức, phải người làm được thì mới giúp được. Thành ra đâu có bao nhiêu người, cái ý tôi nói như vậy, không có bao nhiêu người mà có thể giúp được cái vị hết á. Sự thật là vậy đó. Cái cuộc đời này nếu mà niệm Phật á thì chắc chắn sẽ vãng sanh, nhưng để chưa chắc vãng sanh cuộc đời này đâu. Cái người mà giúp cái vị vãng sanh được không có bao nhiêu người hết á, không có dễ đâu, cực kỳ khó. Sao Quảng Ngân? Tôi không biết nhất tâm bất loạn hay không, biết giờ đi là khác, là chuyện khác nữa, là tại vì người ta có cái phước báo trước rồi. Có nhiều người cái nhất tâm bất loạn chỉ là một cái cảnh giới thôi, còn nếu cái quan trọng là mình có phước báo là mình sẽ đi được. Cái người mà không nhất tâm bất loạn là cái phần tha lực là mình tạo phước báo cho người ta đi, hiểu chưa? Ngày hôm qua tôi nói là muốn đi là phải có mua cái vé máy bay vậy đó thôi, vậy đâu có tiền thì mua đi được thôi. Để cái tiền đâu phải là ít đâu. Thành mình khi mà cái tha lực là mình tạo cái phước báo để người ta đủ cái phước để ta đi thôi. Đâu cần nhất tâm bất loạn, ngoài là tha lực. Thành cái người mà ta biết người đi đó là tại vì có thể là họ nhất tâm bất loạn.
À, mà cái đó là không phải là từ là tu từ lâu rồi, chứ không phải là kiếp này làm xong mình kiếp là xong đó. Hoặc là có thể là họ cái phước báo họ tới cái lúc mà họ tới họ chín rồi, họ tự động họ được sửa soạn nên mới đi thôi, chứ không có nghĩa là họ nhất tâm bất loạn. Để hai cái đều được hết, nhất tâm bất loạn là tự lực, còn cái mà không nhất tâm bất loạn là tha lực, người ta tạo cái phước để cho mình đi thôi, không cần biết nó tha lực tự lực mình xong mình đi được là được rồi. Đúng không? Cái quan trọng nhất là mình đi được thôi, cho nó chắc thôi. Người ta không có, người ta không, đi được hết. Cái thằng nhỏ nó vô tôn giáo nữa mà nó còn chửi tụi mình nữa mà, mình cũng gửi nó đi như thường. Yeah. Người ta không biết, mấy đạo khác không biết cái chuyện mình biết. Người ta không có pháp đó. Vòng họ, cái đạo pháp của họ là pháp luẩn quẩn, pháp luân hồi. Pháp mình là pháp thoát luân hồi. Bên đạo Phật mới có, cái kia họ không có. Không có đạo, cái giáo, cái tôn giáo nào khác mà có. Có mình có thôi. Cái đó đúng không? Cái đó câu hỏi đúng, tại vì cái đó là những cái chuyện mấy ông thầy chuyên môn giảng tầm bậy, chưa hiểu tới nơi tới chỗ, chuyên môn giảng, tại vì giảng cái vị không hiểu cái khổ tâm của người giảng. Giảng pháp là vậy đó, giảng cái pháp á mà nó có sẵn trong kinh kệ rồi á thì ai nói thầy có nói gì, thầy có giảng gì mới đâu, nói gì tôi không biết, đúng không? Cô Phước Từ nói tôi đọc cái này rồi mà, cô Như Hương nói cái này tôi cũng đọc rồi mà, tôi đọc 10 lần rồi chứ nó có gì lạ đâu. Thì nói bắt tôi lái xe tới nửa tiếng đồng hồ phải nói gì mới cho tôi nghe chứ, đúng không? Thành ai cũng bị áp lực dễ sợ, cái ngồi đó cứ ngồi suy không à, suy ra cái kinh nữa, có nghĩa là mình phải cái chuyện cái cảnh giới như vậy đâu có được. Giảng pháp á là phải có, mình có mình mới nói, còn mới không nói, không có, không có quyền nói. Người xuất gia thì nó kẹt lắm. Cái mà không hiểu, không có quyền nói. Nói là phạm tội rất là nặng. Thành tôi nghe mấy chuyện đó tôi bực mình lắm mà. Tại vì người xuất gia nói những chuyện đó là không xứng đáng mà xuất gia đối với tôi đó. Ai thân quan gì khác không? Hỏi này. Hỏi làm sao biết trả lời được, tôi đâu biết gì mà trả lời. Tôi á là một đứa con nít, kể một cái tiểu tăng mới tu, mới được thọ lon được hơn 10 năm à. Biết cái gì mà dám nói cái việc tôi biết tu trình độ. Muốn tu pháp môn tịnh độ đại thừa phải trồng phước báo nơi tịnh độ đại thừa là việc đầu tiên tôi khuyên. Okay, phải trồng phước. Tôi nói cho rõ, tâm quý vị là phải luôn luôn tìm cách mà trồng phước vào cái đại thừa tịnh độ, chứ phải dùng cái phước của mình. Tại mình quý vị phải tiết kiệm hết tất cả những cái phước quý vị có thể trồng được á, để mà đắc vãng sanh. Khoan xài cái đó, chừng nào vãng sanh là xài sao, hiểu chưa? Cái thực tế là vậy. Muốn vãng sanh á là phải có phước rất là nhiều, lo trồng đi,
đừng có dài, đừng có ngồi đó mà nói là cứ đợi, tôi đợi 49 ngày, đợi đợi chừng nào tới đức tới mình tác không sao. Có cái tinh thần mà mình phải biết cái khéo léo đó, lo trồng cái phước, đi trồng cái phước, kiếm cái chỗ nào mà có cái cơ hội để mình trồng được cái phước vãng sanh, được cái phước mà trồng cái phước với cái pháp môn tịnh độ đại thừa đó. Tại vì ngoài có nhiều người lắm, họ mặc cái áo mà tiểu thừa nó cũng dạy mình niệm Phật, cũng dạy Quán Thế Âm Bồ Tát hay nọ, xong rồi mình cúng dường người ta, cái đó là tiểu thừa, không đi tới đâu, nó thẳng vậy luôn đó. Mình nó xấu nữa, cái ông cái miệng ngạnh này, cái miệng tệ thiệt á. Thành ra phải nhớ như vậy, phải biết khéo léo chọn cái chỗ nào mà đại thừa đàng hoàng á, tới mới trồng pháp môn tịnh độ. Không phải đại thừa không, thế hai cái phần, vừa đại thừa vừa tịnh độ nghe. Cứ nhìn thấy mà có ý kiến cứ tự nhiên mà thoải mái, tự nhiên mà thoải mái mà nói đứa ngài Phật lòng tôi. Tại vì mình đang cố gắng học học hỏi với nhau, chứ không phải tôi đâu phải là tôi biết hết tất cả đâu, có nhiều cái tôi không biết, rất nhiều chuyện tôi không biết. Thành đừng có ngại chuyện đó. Để tôi giúp còn Ngân hỏi cái câu hỏi này, tôi hỏi cho tôi biết, Ngân hỏi mà hỏi không biết sao mà hỏi, để tôi chắc còn Ngân muốn hỏi như vậy nè. Biết cái biết trồng phước, biết trồng phước trồng chỗ nào bây giờ nó thẳng vậy đúng không, nó thẳng vậy được không? Ai cũng muốn hỏi, ai muốn hỏi cái câu đó mà hỏi không ra cái lời thôi, nói không được thôi. Thầy bây giờ làm thầy khổ lắm, ngồi đây mà nghe tao hỏi mình phải đoán nó cái thiệt nó muốn hỏi cái gì vậy á. Hỏi nó loay quay loay quay quay nó quay nhưng con nó rượt cái đuôi vậy đó, chạy mà ủa nó làm gì á. Nhưng điều phải nhớ trước á, quý vị hiểu là cái tinh thần phải đi kiếm cái chỗ để mà trồng phước, đồng ý chưa? Hiểu chưa? Đó. Biết trồng phước là chuyện, còn biết chỗ trồng phước là chuyện khác nữa. Không có dễ. Trồng phước bậy ráng chịu. Trồng phước bậy ráng chịu, không phải lỗi của Phật. Trả lời sao trả lời, cái hỏi như sao tôi trả lời được? À, chính xác, sao hỏi đi. Ừ. Bây giờ mình thấy nghe cái người đó đã qua đời đây, mình biết cái người đó, cái mình viết cái tên để đi cho thầy để cầu giảng sanh cho người đó, cúng dường cho thầy, là cái đó là mình chặn được cái phước giảng sanh được không thầy? À, người ta sẽ được cái phước vãng sanh. Người ta được cái phước vãng sanh, mình trồng cho người ta, mình được cái phước là chờ người ta vãng sanh. Mình nghe rồi đi điểm hoạt cho người ta, chứ mình không phải là giúp người ta. Mà thầy nói con hiểu. Tại giống bây giờ cái người đó qua đời mà mình nói hôm nay cái người đó qua đời, mình viết cái tên tuổi để đến tới thầy, cầu thầy để giảng sanh cho người đó, là mình trồng cái phước rồi. Tại vì khi mà người ta đủ cái phước vãng sanh, người ta sẽ được vãng sanh. Đó tự động. Ăn thua là cái mình có người ta có mình có cái khả năng giúp người ta tạo cái phước để vãng sanh hay không á, nếu mà có khả năng đó thì người ta sẽ được vãng sanh. Chừng đó thôi. Như là làm thì có hỏi như vậy, thành câu hỏi như vậy đã hỏi câu hỏi rồi thì có thể trả lời được, là bằng trả lời bằng cách là không nói cái tên đạo tràng thôi. Cứ từ nghe khói này chứ sợ cái ông nữa nhiều chiêu dễ sợ. Thầy nhiều mưu quá em ơi. Thầy đau muốn lắm. Cái quan điểm á là mình kiếm một cái chỗ, tới cái chỗ nào đó mà họ có cái khả năng tạo cái phước vãng sanh cho mình. Đúng chưa? Tôi phải có cái khả năng tạo cái phước. Phải có khả năng tạo cái phước vãng sanh nghe. Chứ không phải nói khơi khơi nghe chưa.
từ từ thông cảm. Cái khả năng mà tạo phước đó, vãng sanh đó, nó không có liên quan tới cái chùa bự là chùa nhỏ, hoặc là người nhiều tiền, người nổi tiếng, người không nổi tiếng, đúng không? Có liên quan tới đâu? Thì những cái chỗ này á, nó có một cái quan, có một cái đặc tính chung là họ có định lực, họ tu định lực. Cái pháp mà tôi gọi là đại thừa tịnh độ đó, là cái pháp nó tu phải là phát triển cái định lực trong cái niệm Phật. Chứ còn nếu mà nói chuyện mà nó là tôi chỉ cái niệm Phật không á, đối với tôi cái đó chưa phải là đại thừa. Từ từ nghe cái hiểu không? Nghe rõ ràng không? Tôi dùng chữ rất rõ ràng. Những cái đạo tràng khác, người ta tu niệm Phật là chỉ nói tôi là tu tịnh độ niệm Phật thôi, chứ không ai thèm nói đại thừa hết. Tôi dùng thêm cái chữ đại thừa để cho nhắc quý vị biết á, cái đại thừa tịnh độ, thiệt sự đại thừa tịnh độ thiệt ra nó phải dựa vào cái định lực tu mới được. Tại niệm Phật á, muốn bản sanh phải có định lực mới tạo ra phước được chứ, đúng không? Chứ không phải là cơ bớt sao tạo ra phước bây giờ, đúng không? Phải có khả năng chứ, cái khả năng phải có định lực mới có khả năng chứ, có gì nữa đâu. Nói nhờ chứ dịch tiếng Việt cho quý vị nghe. Tôi nói cái đại thừa là tôi dùng cái chữ đại thừa tịnh độ, tôi muốn chú trọng cái chữ cái tu luyện của cái định lực. Tại những cái chỗ người ta gọi ta tu tịnh độ đó, người ta không có rèn luyện cái định lực quý vị. Có nhiều người ta nói tôi tới chùa, tới chỗ cái hội này, tới cái chùa này, tôi 20 năm rồi, tôi niệm Phật 20 năm rồi, chắc chắn tôi vãng sanh. Tôi hỏi ngược lại, 20 năm rồi mà tại sao vẫn còn dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ nha, sao kỳ dữ vậy, làm sao mà vãng sanh được? Hả? 20 kiếp nữa chưa chắc vãng sanh, nếu mà cái cũng chừng nữa thôi sao mà vãng sanh được. Thành ra tại sao quý vị phải chú ý tới cái định lực, cái phát triển định lực, tại vì nó có hai phần. Tại nếu như mà quý vị có khả năng, có cái căn cơ thì phải có người giúp quý vị phát triển cái định lực để quý vị tự lực nhập vào cái nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà quý vị chưa đủ căn cơ, chưa đủ thì người ta nhiều khi người ta có đủ cái căn, đủ sức, người ta có cái định lực để ta giúp quý vị được vãng sanh. Thành cái chung của nó vẫn là phải tu cái định lực, chứ không phải nói chuyện niệm Phật không, cái hơi là không được. Cái đó là chứ phải đại thừa. Hiểu chưa? Sao? Đáp mắc gì? Đâu cần. Vấn đề là người ta có định lực thôi. Chứ cần. Thành ra khi mình nói cái định lực là mình nói là cái phương pháp mà phát triển định lực mà lẹ nhất là thiền tâm. Mà nếu thiền tông không á, thì nó chưa đủ. Tại thiền tông không có tình độ, không có vãng sanh được. Tại như chẳng hạn như ngài thánh nhất sư phụ của cô này đó, là ngài, mặc dù ngài là thiền sư mà ngài dạy về tình độ ấy chứ, ngài dạy tình độ rất nhiều. Cái sách ngài sư cô cứ đưa coi là sách tình độ đó. Thỉnh qua vì vãng sanh, người ta cũng đi luôn nè. Mình gửi tới đi rồi. Cái 49 ngày rất quan trọng, tại vì cái thời cái 49 ngày ấy, mình có được cái tự chủ. Còn khi mà người ta chết lâu rồi á thì mình mất cái tự chủ rồi, nhưng mà mình vẫn giúp người ta được như thường. Vẫn giúp được như thường. Tại vì vấn đề là mình chỉ tạo phước cho người ta đi thôi. Thì khi nào mà ta đủ phước rồi, khi mà cái duyên tới người ta đi được. Chừng đó thôi. Giúp được như thường. Mà mình đã có nhiều người, người đã chết 10 năm mà gửi đi này nọ. Cũng gửi đi được như thường. Tức người lắm. Chẳng như họ không có đoạn, họ sanh làm con người, xong rồi họ sung sướng.
cái xong mình nhiều khi cái gì thỉnh cái bài gì vãng sanh cho họ, cái họ mình tạ phước cho họ đủ và họ phước vãng sanh họ nhiều quá đấy, cái lão trọc phú, lão có phước vãng sanh nhiều nên mà tiền cũng nhiều dễ sợ, biểu lão đi sao lão đi được. Thì nhiều khi cái phước vãng sanh nó nhiều quá đến độ lão phải đi, nó lão ra đi ra ngoài đường bị xe nó hút cái chết tươi, cái mượn cái điên là cái vui không? Cái pháp ăn sanh nó dễ sợ vậy đó. Tôi không có cam đoan được thôi, cái duyên nó tới như vậy thôi không? Chứ còn cái 49 ngày nó cực kỳ quan trọng, mà tại vì 49 ngày là cái cơ hội để mà đi ngay lúc đó. Nó mình có 49 ngày, mình có cơ hội được trong 49 ngày. Tại mình phải đổi thân. Muốn vãng sanh là phải đổi cái thân này. Mình đổi thân mình đi, mình lấy cái thân khác. Thành ra cái lúc mình có cái thân khác rồi, mình đã có cái thân này phải đợi chứ. Chẳng bây giờ quý vị muốn vãng sanh đâu phải là dễ đâu, trừ phi quý vị tới tự vẫn thôi chứ còn đâu có dễ vậy, đúng không? Thành ra muốn vãng sanh phải đợi lúc đổi thân, là đổi cái thân xác này thì nó dễ, nó thuận lợi nhất. Thành 49 ngày cực kỳ quan trọng. Còn nếu như mà người ta đã chết rồi, mình có quyền thỉnh cái bài vị vãng sanh để mình tạo phước cho người ta. Mà khi người ta đủ phước rồi, thì lúc nào mà cái duyên người ta mà đổi thân người ta sẽ đi. Thành ra tôi nói mất cái tự chủ cho nó. Mặc dù người ta có phước rồi, nhưng mà mình phải đợi cái duyên tới họ mới đi được. Còn nếu như mình có 49 ngày, mình có phước trong nội trong 49 ngày, mình sẽ đi. Chắc chắn mình sẽ đi. Thế pháp vãng sanh tuyệt vời lắm. Người ta có hai cơ hội luôn. Trong 49 ngày hoặc là sau 49 ngày mình làm vẫn được như thường. Thì tạo phước vãng sanh. Thì họ không xứng đáng vãng sanh. Có thì cô muốn cái gì? Cô tưởng vãng sanh là dễ hả? Cô tưởng được cái phước vãng, được gặp cái pháp vãng sanh là dễ hả? Khi mà cô nói già này nghèo này khó, cô đơn này nọ, thứ người này không có phước rồi, làm sao đòi vãng sanh được? Nhưng đều cái pháp mà sư phụ tôi dạy đó là cái người mà tới tôi mà cầu cứu mà nói là thiệt sự thầy ơi, con muốn vãng sanh mà con không có một xu mà trả thầy nữa, thầy cũng giúp như rồi. Tại cái mình người ta giúp người ta là tại mình giúp người ta, tại cái duyên cái chín mình đang giúp, chứ không phải mình giúp vì tiền. Đều không bao nhiêu người biết tôi mà tới cầu cứu tôi đâu, thành ra vui. Thành tôi nói người đó không xứng đáng vãng sanh, tôi trả lời là cho nó có giản dị như vậy đó, đúng không? Có phước không có phước mà đòi vãng sanh cái gì? Lý do mà tới gặp được người thiện tri thức mà chẳng những mấy cái chuyện này em coi sư cô kể đó, đi ngang thầy đi ngang rồi chỉ kêu vào cầu cứu người ta, và tới dạy xong rồi vãng sanh cái gì đâu, đâu ai tốn tiền gì đâu, tại có phước sẵn rồi mới hưởng được. Cho đằng này mà cô đòi hưởng vãng sanh mà không có phước trước rồi cô đòi vãng sanh, tôi nói là quả như là đừng nghèo mà đừng ham, phải lo trồng phước. Thế tôi nói chung quy trở lại là phải lo trồng cái phước đi, đừng nói chuyện xa vời. Cấm đầu cấm cổ mà trồng phước cái đó. Kiếm cái chỗ đàng hoàng trồng cái phước là vãng sanh. Còn sống là chết. Bà đó hả? Để tôi suy nghĩ. Yes. Okay.
trên cổ họng cũng khác nhau. Thì để đau thành thất thì thầy dạy từng người là thầy dạy riêng hay thầy dạy chung? Thầy dạy chung, tôi không dạy riêng. Mai tôi rồi tỉnh sau. Chừng nào tới lúc mà khai thì sẽ hỏi. Giờ ấy đến không phải lúc để mà hỏi. Ngoài câu hỏi gì? Mình biết như vậy rồi, bây giờ mình cái phương pháp của mình thấy phải làm cách nào? Thì cái bên chùa mình cái pháp mà 49 ngày nó giải quyết cái đó được. Chứ không thôi, tại vì lúc mà 49 ngày từ tới nó vây rất là gai gắt. Là mình phải giải quyết cái đó mới yên thân mới đi được. Hả? Không, cái 49 cái thời gian nó sẽ đem cái sự bảo vệ được, đem cái sự trong cái 49 ngày. Còn nếu mà có bài vị vãng sanh trước thì nó giải quyết những cái trở ngại vãng sanh trước cái đó. Nó tăng gia cái phẩm vị, cái phước báo đó, vị vãng sanh đó. Đó là hai cái nó khác nhau. Thành ra tùy cái trường hợp, nếu mà trường hợp mà mới có bài vị vãng sanh mà lâu rồi á, thì có phước báo thường thường nó đủ sức mà đi. Còn nếu như mà bài vị mà không kịp thì phải thỉnh 49 ngày. Trong cái 49 ngày đó nó sẽ giải quyết những cái chuyện nó nhỏ, cái chuyện nó tới nó đòi, nó chuyện nhỏ. Có nhiều chuyện, có nhiều khác nó nặng hơn nhiều. Nặng hơn nhiều. Thì nó tấn công tới tấp. Mình nó tối ngày tới đêm là mình nghĩa là mình thức đêm bắt đảo thì nó, tại nó nhất định nó làm mình đọa mà, nó đâu cho mình đi được, chứ mấy cho mình thoát. Thành ra phải có bởi vì cái người mà làm cái pháp vạn sanh đó là có sức mình là chọi tôi nói chứ, cái định lực trở lại, cái định lực không chạy đâu được hết á. Đừng nói chuyện niệm Phật, cái niệm Phật đi, tôi quay thử lúc nó tới, mai nó tới có niệm Phật được không? Nó thẳng vậy luôn đó. Hả? Mà tới niệm được không? Xanh mặt sợ chết, nói một chữ niệm một chữ không ra nổi nữa, đâu có dễ vậy. Thành ra muốn đụng tụi nó là phải có sức mới đụng tụi nó mới được chứ, đâu phải là khơi khơi mà nói chuyện mà đi giúp người ta vừa phải thôi. Thành ra phải chung quy trở lại cái định lực. Rồi cái người đi tu phải kiếm cái chỗ mà cái chỗ mà có cái người ta tu định lực, người ta tu định, chứ còn nói chuyện mà tu mà toàn trong tu phước không đời nó vãng sanh được. Tại vì cái chuyện thế hồi nay Lan hỏi đó, cái vấn đề là muốn vãng sanh thì mình phải đóng chỗ đối phó với những cái tuổi nó dữ tợn dễ sợ lắm. Nó đòi mạng mình mà, nó đâu tha. Sức mê nó tha mình. Không tha mình làm gì bây giờ? Thành ra phải biết thực tế, đừng vậy cho tôi muốn ngày mình giảng thêm cái pháp tịnh độ, mình đem ra giảng thêm người ta biết cái chuyện đó, nó bớt thành một cái mê tín gì đoan. Bây giờ toàn nó chuyện niệm Phật, toàn chuyện vãng sanh cách dễ dàng thôi, tôi không tiến cho nó. Sao mấy chuyện vãng sanh được? Mơ mộng không? Thành ra không phải là mình không phải cái pháp môn này cho tất cả mọi người hết chứ. Phải có cái người căn cơ có phước mới nghe được cái chuyện này, chứ người ta nghe đâu có ai nghe ai mà tin đâu. Có người hỏi tôi đó, có thiệt sự ta vãng sanh thôi,
Nếu Phật sanh thì tôi phải nói cho quý vị. Thì cái tư cách mà tôi phải chứng minh cho quý vị người ta vãng sanh. Cúng cho chùa, cúng có bao nhiêu tiền đó, nói, thầy phải chứng minh cho con, thầy cúng cho con là vãng sanh được. Ngồi võ một cái đâu, ủa? Tại ra cái vé từ đây đi nửa ước đó, đi qua đi vòng quanh thế giới đó, đi một du lịch đó, trên chiếc thuyền một tuần đó, là tốn cả 10.000 đô la luôn, đúng không? 5.000, 10.000 tưởng rẻ đâu. Nó đi dơ một tuần thôi, tốn 10.000 đô la, nó đòi vãng sanh á. Cái lệ phí là bao nhiêu đây? Bao nhiêu? Hả? 4.900 phải không? Rồi nó tới nó hỏi mày là thầy phải chứng minh cho con là vãng sanh được. Tôi cười nó, ủa? Sao thất điên bắt đảo gì được, sao kỳ dữ vậy? Nó đi chơi, nó trả 10.000, nó nói gì hết á. Mà nó đòi vãng sanh á, mình nói mình gửi vãng sanh được rồi á, đầy hết rồi á. Nó đòi mình chứng minh cho nó. Điên cái đâu. Đi vô khác chơi đi. Nó không có phước. Nói nó đâu có tin đâu. Phải coi ngân. Thành ra phải hỏi là không phải ai, không ai được gặp được mình đâu. Tại vì nói gặp tôi đuổi, tôi không thèm nói chuyện nữa. Chứ tôi tính tôi, lúc trước tôi còn dễ tính là tôi chưa biết là tôi làm gì được. Bây giờ mà tôi hiểu rồi, bây giờ tôi càng ngày tôi càng khó. Phí thì giờ tôi đâu có được, tôi có chuyện làm đâu phải có thì giờ mà ngồi nó tới nó kì kèo tới nó thầy này thầy nọ rồi sau nó quay lưng lại nó tham tiền dễ sợ lắm. Trước sau mình cũng thua hết, hơi xuống đâu mà lo mấy chuyện đó. Muốn thì tới tin thì tới giúp, không tin thì khỏi giúp, mất công đừng phí thì giờ tôi. Phải không con ngân? Nó có phước, nói cho nó tin ngay lập tức. Không có phước á. À dạ, còn có 500 nó cũng tin. Nó nói thầy còn mắc quá. Trước có cái bà kia, bị ma nhập. Mà tới lái xe Mercedes, mà vào đây đúng được gì. Mặt xám xịt nhìn cái mặt thấy là hạm tài, thấy là mình muốn gặp cái này rồi. Mà nó đợi cái tiếng đồng hồ mà phải ngồi đứng chuyện. Bạn bà Hằng Lượng mà, cái Hằng Lượng thương lắm, cái giờ nó tới thầy giúp cho, tới nói chuyện đó, tôi mới nói là, tôi biết có cái chỗ giúp được, thì tới đường Vạn Vật Thành á, thỉnh cái bài mì mà dược sư cái động á, có 5.000 à, giúp giải cái vấn đề này cho, bà nói, thôi mà, đã con sẵn đây thì giúp con, nhưng mà, tôi không có bằng Vạn Vật Thành đâu, chắc ăn tới đó cho nó chắc ăn hơn. Mà nói thôi mà thầy giúp cho con đi, thầy giúp cho con đi. Mà nói thầy giúp thì giúp được nhưng đều tôi có cái lệ phí tôi đó nghe. Được thầy cho con bao nhiêu. Mà đưa cái xong nó cầm cái giấy xong nó quay Hằng Lượng nói cái lão ông thầy nó ham tiền vậy sợ. Mà nó đuổi đi rồi không chứ đuổi nó bịp lên cho được. Nó quay thử mình đòi bao nhiêu tiền, nó bỏ đi quay nó chửi mình một trận. Cái người mà có phước á, nói cái tin ngay à, người mà có phước vô ích. Tôi nói thẳng với vị, tôi kinh nghiệm tôi biết mà, phải lo trồng phước đi, không có phước tôi không làm gì được hết. Tôi nói những cái vị không tin đâu, có phước mà ngay nói nó tin ngay. Con nhỏ này nè, học trò tôi đó, 31 tuổi. Có đứa con 3 tuổi. Tôi nói cách đây mấy tháng tôi khuyên nói là tụi bay phải sửa soạn để cho tao còn có vài chục năm nữa, còn bao nhiêu nữa để cho tao cái cơ hội tao tạo cái thước vạn sanh cho tụi bay. Nó thỉnh vạn sanh bài vị cho thằng con nghe đâu đấy. 3 tuổi à. Dễ sợ không? Còn nói mấy người khác nói gãy lưỡi luôn, nó không tin. Mình nói tôi gửi người đi từ Lung La, thầy có bằng cứ, thầy bằng cứ không? Chừng nào có gì xứng đáng á, nó về nó báo cho mình biết, không xứng đáng nó không cho biết đâu. Nó phải chuyện của tôi. Tôi phải chứng minh với quý vị hả? Quý vị có bao nhiêu tiền mà rồi tôi chứng minh. Hổn.
không có phước, nghèo mà hao, đúng không? Không có phước mà đòi hưởng. Có 3 tuổi nó thỉnh cái bài vị văn sanh cho thằng con rồi, nó dễ sợ không? Bây giờ tôi phải làm việc cứ cho vắt các giò lên cổ mà làm việc cho nó 30 năm nữa để cho nó vãng sanh. Có bị nghĩ sao? Nó vãng sanh được là không? Nó tin rồi, nó đi được ngay à? Không tin tôi cũng thèm nói gì, tôi cũng thèm nói nữa, tôi không phí thời giờ tôi nữa. Không tin thôi, đi cho khác, đừng làm phiền tôi. Tôi có chuyện làm, tôi bận. Sao? Mà sao? Gia đình nó thô, nó lộn xanh nào hết, mời biết bao nhiêu cúng chai tăng rồi dữ lắm, không có bao nhiêu tiền. Cái lại đây nè, bà bẩm thầy nói cái cổ phát tâm của làm liền, mình cũng không có thể tưởng tượng được đó. Làm tới bây giờ nó suôn sẻ êm và cổ mừng mới chịu làm cái bài giảng sanh trong dài nữa. Mình sanh mình nữa hả? Không em làm cho con chị đâu có làm đâu. Em làm chị tới còn chửi đó, mày sao mày trả nhiều tiền dữ vậy? Chúng ta tăng này nọ cúng em cái này thì đi. Còn nói cho quý vị biết, ngày hôm nay biết là tôi gửi, là tôi gửi 40 người, tôi gửi hết rồi đó. 49 ngày không có người nào mà lọt hết á, chưa tôi chưa trật chưa nào hết á. Tôi sẽ trật những đứa nào mà hổn tới với tôi hổn, tôi lấy tiền mà tôi làm, tôi gửi bằng xanh cho coi quý vị làm gì được tôi. Khổ, không có phước báo mà sao mà tin mình được, hiểu không? Còn sống thì mình lấy cái bài vị vãng sanh trước để mình tạo phước trước. Đừng có hỏi tầm bậy nữa, hỏi tầm bậy hết giờ, đừng có hỏi tầm bậy.